Hello xin chào bạn nha, ngày nay chúng ta đến với Ark Level 28 Long Chảng ở server 300 gà gan N. Hiện tại là Ark này đang 51.000 lực chiến, khá là cao. Mới level 28 thôi nhưng lực chiến là 51.000 rồi. Và ở đây các bạn có thể thấy là một cái VIP bar ở đây, thì có nhiều bạn sẽ nghĩ là tại VIP bar nó làm gì, nạp tiền vào để nó làm gì đúng không? Nhưng mà thực ra Ark này chưa nạp. Bạn đấy gửi cho mình Ark này với cái mong muốn đó là để mình giải thích cho những anh em cùng server hay là những bạn nào đang thắc mắc về Ark này, đó là một Ark không nạp. Thì đây, không nạp hay không thì chúng ta vào đây thì sẽ biết được này. Đầu tiên là vào cái nhiệm vụ nhá. Thì vào chỗ nhiệm vụ phụ này nó có một cái nhiệm vụ đó là nạp một lần. Hiện tại là chưa có gì cả nhá, vẫn chưa nạp. Nếu các bạn nghĩ là nó lag thì chúng ta có thể, tức là nó báo sai, nó lag hay cái gì đó chẳng hạn, mà app này không hiện cái đấy lên, thì các bạn có thể vào chỗ chăm sóc khách hàng. Đây mình sẽ vào chỗ chăm sóc khách hàng. Đây điểm VIP hiện tại là không, chứng tỏ là chưa nạp. Còn xu thì có thể là bạn đấy kiếm ở cái nhiệm vụ là top vui hay là top gì đó chẳng hạn, có thể kiếm được một ít xu. Với cả thứ hai nữa là VIP kiếm ở đâu, tại sao lên VIP 3? Thì không phải là cứ tiêu xu mới lên VIP mà VIP có thể được tặng đúng không? Mà các bạn biết rồi đấy, được tặng VIP thì nó có được mấy đâu, bao nhiêu viên đá cường hóa một ngày, được bao nhiêu. Với hai nữa là mà nếu xu kiếm ở những cái nhiệm vụ event kiểu như là top vui các thứ thì cũng được bao nhiêu đâu. Thế nên nói chung là Ark này một Ark một cày khá là kinh. Level 28 này mà nó chỉ là 51.000, chưa làm nha các bạn. Với cả là nhiệm vụ này có rất nhiều nhiệm vụ ở đây nhá. Nhiều bạn hỏi mình là ghim cấp kiểu gì thì đơn giản thôi, các bạn cứ cày nhiệm vụ lên, cứ cày event nhiều vào. Còn nhiệm vụ trong này nhá, các bạn làm xong các bạn được nhận rất nhiều XP này, 20.000 rất là nhiều XP. Khả năng là mình nhận tất cả đống này có khi là lên 4x luôn, chả đùa. Đó, nói chung là nói về vụ VIP thì là như vậy. Còn Ark này có những gì bây giờ mình sẽ vào đi sâu và tìm hiểu nhé. Hiện tại là đang có một cái vòng tay Venus 6 này, hạnh phúc 5 này, hạnh phúc 5 tiếp này. Những cái nhẫn này có thể là cao là do bạn ấy mở hết suy ra được những nhẫn cao như này chẳng hạn. Đó. Còn nhiều bạn thì bảo là không thể nào tin được một cái Ark của VIP 1 mà nó có những dàn nhẫn nó khủng như thế này. Ở đây thì lại có cả super lựu đạn cộng 15 vĩnh viễn luôn. Sao lại khủng như vậy? Áo cũng cộng 15, nón cũng cộng 15, chứng tỏ là một Ark cực kỳ hên trong cái vấn đề là cường hóa các thứ luôn. Thiên sứ cộng 15 này còn chưa có VIP thiên sứ nữa các bạn. Ở đây còn có cả một cái wow pháo nữa này, wow sấm sét nữa luôn này, sấm sét cũng cộng 15 luôn, đáng sợ đấy. Phi tiêu cũng cộng 15 luôn. Pet nha các bạn, hiện tại là đang pet rồng 4 sao, 3 sao, pet rồng 3 sao thôi. Bộ ngọc chúng ta lại có hạt nhân trắng này, miễn kích xanh, bạo kích miễn kháng. Với một Ark mà lực chiến thấp như này thì mình nghĩ là đeo miễn kháng nó không giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Để đeo hộ giáp vào đây, đeo hộ giáp vào đây. Đó thì tiếp tục mình tu luyện thì mình nghĩ là full level 33, nhưng mà ở đây là hết mình tu luyện rồi đấy. Tiến độ đấy các bạn, 12, 15, 12. Wow, không nạp mà cày được vật tổ lên tận như thế này được á? Cũng căng đấy các bạn ạ. Không nạp mà cày vật tổ lên như thế là cũng căng đấy các bạn ạ. Thần khí này, bậc 3 cấp 9 này, mình lên bậc 4 này, rất là trời, đáng khảo nhé. Full 9 các bạn, full đá 9 luôn. Thôi giờ thì sẽ đi trong giải sốc nhé. Hiện tại đang gà 20 này, để xem này sẽ gặp những ai. Level 28 thì máu 10.000 là cũng khá là căng đấy, mình, theo mình nghĩ là vậy. Cơ bản là có vết dòng 3 sao nó cũng tăng khá là nhiều máu. Phụ đam luôn ra đây. Đây cầm lũ gạch à? Đây cầm lũ gạch thì không đào chết được mình rồi. Đam vậy. Mình chưa kịp nhìn là level bao nhiêu luôn, hình như là 4 mấy hay là 5 mấy, không rõ lắm. Nếu pet còn chưa tự tỉnh thì bình thường thôi đúng không? Không gì cả, gà 20 mà được chiến như này thì không có gì cả. 6x luôn. 6x luôn rồi các bạn. Nào để xem cái trận này là sẽ như nào. Hy vọng là sẽ đào chết được này. Với cái map như này thì không cần phải cộng. À không, không phải là với cái map này mà là với cái vũ khí lựu đạn này thì không cần thiết là phải 2. Mà chúng ta có thể cộng 2x3 rồi là cũng chết rồi. Bom.
lắng lại cái đi, xong bay sang cái đảo nhé. Đó, hơi quá. Hơi quá một chút. Thác này thì chưa đủ thể lực để có thể là bắn 1-4 được. À, 1-1-2 được. Ui giời, hạt nhân ạ. Mình tưởng chết cả mình luôn á. Nhưng may quá là không chết. Mình đang muốn cho các bạn xem là cái lựu đạn này đào 1+2x3 có chết không. Cuối cùng lại ra hạt nhân. Ra hạt nhân thì có mà lù gạch đạo chết đúng không? Khá là lâu rồi chưa ra một clip cho các bạn xem. Cơ bản là những cái game này mình làm quá nhiều clip rồi, không còn cái gì để mà sâu nữa rồi. Nên là thỉnh thoảng may lắm mới có một vài arc mà kiểu nó hay hay một tí thì mình có thể làm clip được. Còn không thì mình chỉ có thể mượn arc để livestream thôi. Những arc chỉ nó cao cao một chút đấy, hay những arc mà nó cứng cứng một chút đấy. Sao nghĩ gì vậy? Thanh niên kia không biết, không hiểu nghĩ cái gì vậy. Mình chỉ sợ nó bị kháng thôi. Còn không thì bắn thoải mái mà. Mình sẽ đào cho anh này thấp xuống một tí nhá, xong rồi tuần sau mình sẽ đào. Giờ này mình sẽ bay sang cái đào này, hai băng luôn đi, cho nó chắc. Hai băng luôn nó chắc. Tiếc gì một cái băng đúng không? Thua thì mới chết chứ còn thừa băng thì thiếu băng thì cũng không sao. Gió ngược rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Chỗ này thôi. Khoảng là đạn đào không phải nghĩ các bạn ạ. Thực ra quả đấy mình không cần phải đào cộng 2 ban đầu đâu, mà nó bắn chết đấy. Nhưng mà mình bắn cẩn thận. Cơ bản quả đấy còn gió xuôi nữa, thế là đào rất là dễ. Nhẹ nhàng lên gà 19 luôn các bạn ạ. Nhẹ nhàng lên gà 19 luôn. Không thì mình đâu, trận này mình sẽ thoát nha. Rồi chúng ta đến với trận tiếp theo nhé. Trận rồi là thoát ra nhưng nó còn bị lag nữa cơ. Không thoát ra được cơ. Trận này có level 42 này. Cũng là một arc cầm sấm sét. Cộng 15. Cộng 15 rồi chứ không chưa rất vàng. Mình nghĩ là chưa rất vàng. Ây da, còn kiến đỏ luôn các bạn ạ. Arc này mà đào là cũng thốn phết đấy. Arc kia mà đào mình cũng thốn phết đấy. Không vừa được. Cái gì vậy? Mắt mắt tôi. Không sao, để xem đối thủ bạn chắc là bay áp sát mình rồi đào thôi. À kia thể lực thấp hơn thì chắc là không thể đào 1-1-2 được. Có một chút gọi là tự tin ở cái trận này. Với cả là góc khá là thấp nữa. Khi kia góc khá là thấp. À nhưng mà đây nó lại lấy được góc cao đấy. Chết không? Đào ở đây là chết. Không chết được, không biết kháng nữa. Quá khó cho đối thủ. Nào bây giờ đến lần mình đào này. Đây đây. Liên kích ạ. Đây chết toi rồi các bạn ạ. Chết toi luôn. Quả đấy là mình đào vào đầu, thế nên là đào hơi ít. Đào hơi ít, may quá ra liên kích ra là chết luôn. Mà thực ra quả đấy nếu mà không chết luôn thì đối thủ bay lên là lại tấn mình. Chả sao cả, lại đào tiếp. Đào nó không bay lên được nữa thôi. Các bạn cầm lựu đạn này lợi lắm. Cứ khi nào mà các bạn lên được cái thể lực mà nó lên là 330 ấy, mà các bạn cầm super lựu đạn này thì thực sự là một arc kiểu rất là trâu luôn này. Và sát thương cũng có nhá. Đào thì ngon nhá, còn trâu nữa. Thôi, lại là một bạn kiểu lầm tưởng rồi. Tôi không dễ ăn thế đâu. Cái arc này level 28 nhưng không dễ ăn thế đâu. Nhiều bạn cứ nghĩ là đam cái là chết. Không dễ ăn thế đâu. Rồi đào cho xuống tí đi, xong mình sẽ băng và lại tiếp tục là bay sang đào tiếp nhá. Ơ, mình cộng 2 à? Vãi. Mình đi cộng 2 một phát thôi, xong băng rồi bay sang đào. Vãi. Bay đâu đây? Hay quá.
Hay lắm my friend. Chuẩn xác luôn. Chính xác luôn. Rồi nó mới đi rồi. Chính xác luôn. Đào nhá. Mùa 10 này. Biến kháng ạ. Thôi quả này ăn bò là chết rồi. Miễn kháng thì chịu rồi. Mình bảo mà cái ngọc miễn kháng là hoàn nhân ít khi nào mà nó giúp mình. À không, những cái trận vừa rồi mà gặp anh sấm sét kia là cũng giúp mình. Có giúp. Bắn chay 2 tơn này, ủ rồi, không có tơn luôn này. Bắn chay không có tơn luôn đấy các bạn ạ. Đào gần chết rồi, bây giờ lại chuyển sang đam các bạn ạ. Chết. Kỹ năng hút máu của nó mới chết. Chứ còn một đam đấy thì mình không chết được. Thực sự ác này mà gặp những ác mà 40, 50 thì thực sự là cũng khá là ngang cơ. Những ác 40, 50 mà trung bình thôi ấy. Trung bình yếu thôi ấy. Nhưng còn có những ác mà 4x, 100 mấy nghìn chiến thì chịu. Còn nói chung là gặp những ác mà lực chiến khoảng độ... không nhá, 40 50 mà được chiến khoảng trung bình thôi thì là vẫn là bình thường. À, sau này mình sẽ đào một tí rồi hạt nhân đó. Không bị đam chết thì không bị đào chết thôi. Các bác lên vào 30 này thì đó là điều dễ dàng. Nói thế thôi chứ cũng có những ác 30 lực chiến khá là kinh đấy. 3x được chiến đến 60.000, 70.000, hơn 100.000 cũng có. Được cả 6x rồi. Xem nó đam. Ôi dồi, bạo kích hạt nhân. Sống hộ. Có 14.500 máu thôi mà. Và đến nếu mà gặp ác mình ấy, ác level 67 của mình ấy, thì có khi là không chết. Còn ác này thì quá ít máu. Giáp 3.000 là cũng khá là trâu chứ đúng không? Hãy gặp tiếp này. Căng đấy nhở. Khả năng lại full đam tiếp. À biết ngay mà. Không sao, không sao, không sao. Mình sẽ cộng 2. Sau đấy là mình sẽ băng rồi bay xa. Nghĩ là mình dễ ăn đấy. Đấy. Nghĩ là mình dễ ăn. Không hề nha. Quá được tí máu nào đâu. Các bạn thấy không? Quả vừa rồi là bạo kích hạt nhân, thế nên là đam khá là giật, nó rất là to. Khá là to, rất là to luôn. Bạo kích đi kèm hạt nhân thì kinh khủng khiếp lắm. Sao đam kinh khủng khiếp lắm. Băng. Băng rồi bay xa. Một tơn đào là xong. Đấy là theo cái chiến thuật của mình. Băng thêm ăn nữa cho nó an toàn nhé các bạn. Đây. Mày đúng vào cái điểm này. Mày cười đâu. Ôi thôi không được, không được rồi. Không được rồi. Ở đây thôi. Ok không sao, không sao. Liên kích rồi. Chết không? Liên kích chạy. Cái ác này mình cầm cảm thấy khá là hên luôn. Bởi vì là ngọc liên kích lúc nào nó cũng chạy đúng lúc luôn. Đối thủ chỉ thiếu một tí. Một tí đất nữa thôi. Quả đấy không chết thì rất là phí. Hai trận như vậy rồi. Gặp level 43. Cái này vũ khí chưa lên cộng 10 à. Này mình cho một đam thôi nhá. Full đam luôn nhá. À, rồng thức tỉnh các bạn. Thôi thôi thôi. Rồng thức tỉnh thì thôi. Tưởng pet gà đen hay là đấy chưa thức tỉnh thì còn pet rồng thức tỉnh thì thôi. Lại một tay chơi rồi. Không thể làm như vậy được. Nguyên luôn. Phải. Hôm nay nói chung là cảm giác này cảm giác đi khá là hên. Không biết là những cái
chăm sóc khách hàng với cả cái nhiệm vụ phụ kia nó có đánh lừa mình không. Nhưng nếu app này một app không nạp thì thực sự khá là kinh, là một phải gọi là một người chủ app phải gọi là cày khá là kinh khủng luôn ấy. Còn các bạn có nhận xét như thế nào, các bạn có ý kiến như thế nào về cái app này, tại sao app này không nạp mà lại phí 3, hay là tại sao không nào mà lực chiến lại cao như thế này, thì các bạn cứ comment xuống dưới, mình sẽ đọc hết tất cả các comment của bạn. Còn clip thì mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha. Đừng quên like và đăng ký ủng hộ cho mình. Rất cảm ơn các bạn.